Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với số hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại về thêm rất là nhiều những mẫu sản phẩm muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Hôm nay thì về thêm cho các bác một số những ít đá mài, số lượng có hạn nhưng mà giá thì cực rẻ luôn và rất là nhiều những mẫu đồ gia dụng bên nhà em nhé. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi vào giới thiệu sản phẩm luôn nhé. Đợt này thì về thêm một ít đá mài. Cái dòng này nó là đá mài các bác nhé, không phải đá cắt. Cái dòng này thì nó là hàng của Nhật bãi. Đấy, độ dày của nó thì nó cũng gần tương đương như nhau thôi, tầm 3-4 ly. Con này thì các bác mài những cái vết ấy các thứ thì đều rất là tiện và nó rất là bền. Hàng của nó thì nó là hàng nội địa Nhật, thì có một số ít là còn trong hộp, còn là hầu như nó bên ngoài, nó mất cái vỏ này rồi. Đó, con này thì kích thước của cái viên đá mài này nhé, để các bác làm nghề thì nó sẽ là 10cm, phù hợp với mấy các con chuột loại bé. Đấy, để các bác mài rất là tiện luôn. Đây, độ dày của nó đây, 4 ly đó nhé. Con này thì giá mềm thôi, giá ngoài thị trường các bác mua đâu đó là, em lâu lắm không mua nhưng mà nó đâu đó hơn 10.000, mua lẻ em bán cho các bác đó là lẻ hay là chẵn không biết, cứ 8.000 viên. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn, chất lượng hàng nội địa Nhật. Đấy, đá mài đấy. Đấy, hàng của nội địa Nhật luôn nhé các bác nhé. Con nào cũng thế, viên nào cũng thế này. Đấy, nó cũng có độ dày độ móng nó khác nhau chứ nó cũng không không phải là tất cả đều là 4 ly, cũng có con bé mỏng hơn một chút. Nhưng mà đều của hàng của nó thì là hàng cực kỳ chất lượng. Đây, hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn nhé. Riêng những cái dòng hàng này của nhà em ý thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đó, lưỡi đá mài của nội địa Nhật, hàng cực kỳ xịn sò luôn, cứ 8.000 đồng một viên cho nhỉ giúp em. Đó, một cái mã tiếp theo, một cái dòng đá cắt sắt. Đá cắt sắt này thì nó sẽ là bán theo bán lẻ. Bán lẻ thì nó sẽ có hai mức giá. Một là các bác mua một hộp hai lốc như này để các bác làm nghề thì giá của nó sẽ là 220.000 đồng, và bên em bao ship một hộp 50 viên như thế này. Một hộp 50 viên này là 220.000 đồng bao ship. Đó. Còn khi mà các bác mua lẻ từng viên một này. Đấy, thì nó giá nó sẽ là 5.000 đồng một viên. Đấy, hàng của Kabushi nhé. Con này thì đây là đá cắt chứ không phải đá mài nhé. Cũng dùng cho cái máy cắt con chuột. 107. Cực đẹp luôn, cực đẹp và cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đá mài, đá cắt nhà em đều đầy đủ cả. Hàng này nguyên hộp thì hàng nguyên hộp của nó là 220.000 đồng và bên em bao ship. Còn nếu mà lẻ thì các bác cũng có thể mua theo lốc. Đấy, thì nó cũng giá của nó cũng rất là tốt. Và mua lẻ này cứ 5.000 đồng một viên cho giúp em nhé. 5.000 đồng một viên, 5.000 đồng một viên. Đấy. Một cái mã tiếp theo nữa đây. Mũi khoan thác 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi và một cái bút lấy dấu. Cái bút lấy dấu này thì bác nào làm cơ khí thì chắc các bác biết hết rồi. Đấy, những cái lúc mà khoan ấy, các bác cần khoan ấy thì đây, các bác lấy dấu một phát. Đấy, trên những bề mặt tròn ấy. Đây. Nếu mà nó kẹt thì các bác lại tháo ra. Đấy, các bác chỉnh lại bên trong này. Một chút là các bác có thể lại sử dụng bình thường nhé. Hàng cực kỳ ok, những cái dòng này cực kỳ ok và cực kỳ chất lượng luôn và nó rất là dễ sử dụng. Đấy, các bác lấy dấu nó sẽ có vết này, nó sẽ có vết này, và các bác đặt những cái mũi khoan này vào thì là các bác có thể rất là ok luôn nhé. Đó, một hộp mũi khoan tháp này thì bên em đang có mức giá đó là 180k, 180.000 đồng một hộp mũi khoan tháp. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Unica, hàng của nội địa Nhật Japan, cực kỳ chất lượng luôn, xịn sò, chất xịn và rẻ đẹp. Đấy, 180.000 đồng một hộp mũi khoan tháp, hàng cực kỳ ok luôn. Đó, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số hotline em đang để góc màn hình nhé. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh có nhé. Một cái mã tiếp theo này, một cái bộ mini tool này các bác này. Bộ này thì rất lâu rồi nó mới về lại. 38 chi tiết, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác ở cái thông số của nó ở đây, nhỏ gọn bằng lòng bàn tay, nhỏ gọn bằng bàn tay luôn. Đấy, con này thì nó sẽ có những cái đây để các bác có thể để. Đấy, thỉnh thoảng thì nó vẫn sẽ bị văng ra nhưng mà nó cũng không đáng ngại. Nó là hàng của Đức, thương hiệu đây, hàng của Germany của Đức này. Thương hiệu của nó là Mini Tool. Đấy, thì các bác có thể về các bác dùng xong các bác lại cất gọn vào trong cái hộp nó như thế này. Đó, và nó rất là dễ sử dụng nhé. Đây, các bác mà muốn vặn, nó có cả đầu chụp này. Đây, vặn
lắp cái đầu trục này. Đấy, và nó có cả vặn ra vặn vào nhé. Và nó có cả vặn ra vặn vào cho các bác. R và L này. Hàng của Germany. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò cực kỳ chất luôn. Con này thì giá mềm thôi. Một bộ này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 280.000 đồng thôi. Giá cực kỳ ok cho các bác luôn. 280.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng bộ mini tool này nhé. Đấy, mini tool hàng của Đức. Đấy, Made in Germany của Đức, xịn sò luôn, nhỏ gọn, các bác dùng xong các bác cất gọn vào trong hộp. Đấy, nó hộp nó kín này nên là nó cũng không sợ bị rơi mất nhé. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn nhé các bác nhé. Đó, đợt này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác đó là một số những cái dòng củ sen này. Con củ sen này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Okazamachi. Hàng của nó là hàng nội địa Nhật Made in Japan nhé. Con này thì dùng rất là ok luôn. Ấy, con này thì nó có cách sử dụng của nó. Đây là khi bác vặn này, bác vặn này, bác nghe tiếng tạch cái thì là nó khóa nước. Ấy, các bác vặn sang bên phải thì là nó sẽ là vòi bát sen. Ấy, thì các bác đấu cái dây sen lên đây, nó sẽ đầy đủ bộ nhé. Còn các bác vặn sang bên trái thì nó sẽ là vòi tự do. Ấy, các bác chỉnh này, nó sẽ là ở giữa này là nóng lạnh. Đấy, các bác căn chỉnh đây, ví dụ tắt đi, các bác vặn này là lạnh này, các bác vặn dần dần xuống dưới thì nó sẽ trộn thêm nước nóng cho các bác. Đấy, con này thì có đầy đủ nóng lạnh nhé. Và cái chân chữ Z này là tất cả đều nó là đều chân phổ thông của toàn thế giới. Đấy, nó sẽ có về nó phù hợp cho các bác bắt cái chữ Z này. Nó rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì chọn một bộ nó gồm có cho các bác đó là một củ sen này. Chữ Z này thì không thể thiếu được rồi, những cái chữ Z này thì không thể thiếu được rồi. Chữ Z này. Bát sen này. Okazamachi. Đó. Và một cái sợi dây cấp nữa. Đây, em xin cân cho các bác luôn. Chọn một bộ này của nó này. Một cái bộ này của nó thì nó sẽ có trọng lượng cho các bác đó là 1,2 kg. 1,2 kg các bác nhé. Đó, hàng đẹp luôn, một bộ. Các bác lên cho em mã này là mã củ sen mã 1 nhé. Củ sen mã 1. Đấy, con này bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 650.000 đồng. Một bộ này nhé, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn là nó có cả là giá treo này, dây cấp này, các thứ đầy đủ hết. Củ sen mã 1, 650k và bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một cái củ sen inox 304, hàng con này cũng là hàng của nội địa Nhật này. Các bác có thể nhìn thấy này. Em có thể xoay gương được luôn. Này, xin chào các bác luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Nó bóng đến nỗi mà em có thể xoay gương được ngồi sau. Mùa hè ngoài Bắc nó đang nóng nên là đây em đang cởi trần đây, ngồi sau giới thiệu sản phẩm cho các bác đây. Hàng này hàng xịn luôn nhé. Bên trong con này thì nó là lõi đồng. Bên trong của con này nó là lõi đồng này. Đó, gật gù nóng lạnh thì nó cũng như tất cả cái loại gật gù khác thôi. Thì mở lên là các bác mở nước, còn các bác rút cái này này. Đấy là các bác sử dụng thôi. Lõi của nó là lõi đồng nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Nó sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác. Đó là củ sen này, dây cấp này, củ sen này, bát sen này. Bát sen của nó này. Bát sen của nó cũng xoay gương được luôn nhé. Này các bác có thể nhìn thấy. Xoay gương nét luôn chứ không phải là ấy đâu. Và đây là chữ Z. Chọn một bộ của nó này. Này, trọng lượng của một cái bộ này của nó. Nó sẽ rơi vào hơn 1,4 cân một chút. Hơn 1,4 cân một chút nhé. Đó, đây. Đầy đủ bộ luôn. Các bác về tức là gì về là chỉ việc lắp vào và dùng thôi. Không thiếu một cái gì nữa. Đấy, có cần lắm thì các bác mua tí băng tan để các bác bắt vào ở cái đầu này để các bác bắt vào tường thôi. Thiếu mỗi cái tí băng tan để các bác xoáy vào để bắt vào tường thôi. Một bộ này thì các bác lên cho em mã này là mã củ sen mã 2. Củ sen mã 2 nhé. Củ sen 2. 650k và bên nhà em bao ship. 650k và bên nhà em bao ship nhé. Củ sen 2 650k bao ship. Hàng nội địa Nhật. Đấy, inox 304. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Một cái củ sen nữa này. Con này thì tròn nhé. Củ sen này là dòng củ sen tròn này. Thiết kế thì tất cả là tròn. Hàng của Toto. Hàng của nội địa Nhật nhé. Đấy, cái chữ Z các thứ của nó thì đầy đủ luôn này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác đó là củ sen chữ Z. Và cái phụ kiện của nó này. Và cái phụ kiện của nó là một cái bát sen. Bộ bát sen lẻ thì em ghép vào luôn. Nó đúng là nó có nguyên củ không thôi. Thì em ghép thêm cho các bác một bộ này nữa để các bác về các bác sử dụng luôn này. Đấy, cái dòng này thì các bác lên cho em mã này là mã củ sen mã 3 nhé. Thì nó sẽ gồm cho các bác một bộ này. Thì trọng lượng của một bộ này của nó, tổng trọng lượng của nó là nó rơi vào hơn 1,2 cân một chút nhé. Thì các bác lưu ý cho em là lên cho em mã này là mã củ sen bóng. Củ sen tròn bóng.
hoặc là củ sen mã 4 đi. Đấy, tại vì cái mã 3 là ngày xưa là có lên mã 3 rồi nhưng mà nó mờ, thì đề phòng tránh nhầm lẫn với các củ sen mã 3 khác. Thì các bác lên cho em mã này, mã củ sen mã 4 nhé. 650k. Củ sen mã 4 này. 650k. Bao ship nó đồng giá luôn. Hàng total, hàng ship luôn. Đấy, nhận hàng thì em thì các bác yên tâm luôn nhé, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé, nên là các bác cứ thể yên tâm. Cái mã tiếp theo, một cái củ sen này, nó giống như cái con củ sen mã 1 nhưng con này nó lại màu trắng. Đấy, bên trong lõi là lõi đồng nhé, con này cũng giống nhau nhưng mà nó màu inox, không phải màu trắng, màu inox nhé. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Đây, một bộ của nó cũng sẽ đều như nhau, gồm có đầy đủ là một dây cấp này, một củ này, phụ kiện của nó nhé, đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, phụ kiện chữ Z viết các thứ này, phụ kiện chữ Z các thứ đầy đủ hết, về các bác chỉ việc lắp thôi nhé. Đấy, hàng đầy đủ cho các bác luôn. Đây, nó giống con này thì giống củ sen mã 1 nhưng mà nó màu của nó màu khác nhé. Và bát sen của nó đây, Okaramachi bát sen, có thể chỉnh chức độ. Con này cũng hỗ trợ một phần nào để các bác có thể tăng áp được nhé. Hàng này rất là ok luôn. Đấy, còn thiếu gì nữa không nhỉ? Đấy, giá treo nữa, giá treo của nó nữa. Chọn một bộ này nó sẽ rơi vào 1,1 kg. Chọn một bộ này nó sẽ rơi vào 1,1 kg. Đấy, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Con này thì hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Okaramachi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Okaramachi, hàng nội địa Nhật, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, hàng ok chưa? Xịn sò. Đấy, nó như con củ sen mã 1 thôi. Hai con này giống nhau. Đấy, nó khác mỗi cái màu, con kia là màu xám, con này màu inox. Hàng cực kỳ chất lượng. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Và con này thì cũng là giá 650k. Thì các bác lên cho em mã này là mã các bác lên cho em mã này là mã không lên mã 1 nữa mà là mã củ sen mã 5. Cho nó khác biệt luôn. Củ sen mã 5 nhé. 650k. Bao ship. Các bác lên cho em mã này mã củ sen mã 5. 650.000 đồng bao ship nhé các bác nhé. Có đi qua shop thì cho em xin một nút like các bác nhé. Một cái mã tiếp theo, một số những cái dòng vòi Larabo này. Con này cũng là của Okaramachi. Màu của nó là màu inox sáng này. Con này thì đây, nó sẽ có cái kích thước của nó, đo cho các bác là tổng chiều cao luôn nhé. Để nó sẽ từ mặt bàn đá đi lên này, 18cm. Và từ bên trong này nó đua ra này, 15cm. Nó cũng chưa được 15 đâu, nhưng mà cứ gọi là 15 vẫn được. 14 thôi, chứ hơn 14 một chút. Trọng lượng của nó, một bộ của nó sẽ gồm có một củ sen và một củ Larabo và một dây cấp. Nó sẽ rơi vào gần 1,2 kg. Gần 1,2 kg nhé, đây này. Các bác có thể nhìn thấy này, không có gì bên trên đâu nhé. Đấy, chỉ nguyên củ sen không thôi. Và về các bác nhận hàng, các bác kiểm tra thoải mái luôn. Okaramachi. Tròn bóng nhé. Đấy, hàng đẹp luôn. Con này thì các bác nên cho em mã này là mã củ sen Larabo. Là mã Larabo. Các bác lên cho em mã này mã vòi Larabo X1. Vòi Larabo X1 nhé. X1. Các bác lên cho em mã là Larabo X1. Con này bên em đang có mức giá đó là 550k. 550.000 đồng một cái mã vòi Larabo X1. Đây, hàng đẹp luôn, để em xoáy cho các bác xem. Hơn 1 cân thì các bác biết rồi, tổng trọng lượng của nó hơn 1 cân thì là hàng của nó thì rất là dày dặn. Này, các bác về các bác xoáy cái này ra. Đấy, bên trong này của nó này. Bên trong này không biết là inox hay đồng, xoáy chắc quá đâu. Đây, để em đợi em chút em sẽ xoáy ra. Cái thân này là bằng đồng rồi. Còn cái bên trong cái này của nó thì là này. Xoáy ra cho bác luôn, bằng đồng luôn nhé. Các bác có thể nhìn thấy bằng đồng luôn. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, đây là bằng đồng nên là các bác yên tâm luôn, hàng xịn luôn, lõi đồng nhé. Hàng đẹp luôn. Củ Larabo X1. X1 550k và bên em bao ship. 550k và bên em bao ship. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan này. Một cái mã tiếp theo này. Một con của Toto nữa. Con này thì lõi của nó là lõi inox. Ấy, lõi đồng, lõi inox, hai cái lõi nó cũng tương tự như nhau.
con này rất là chắc luôn, nó 100% luôn. Đây, phụ kiện của nó này. Và dây cấp này. Nó sẽ rơi vào tổng trọng lượng của nó sẽ rơi vào gần 1,8 cân này các bác. Gần 1,8 cân nhé, thiếu một chút nữa là 1,8 cân thôi. Đấy, thế nhưng mà thôi cứ ghi nó là 1,7 cân. Đấy, cứ gọi là nó là 1,7 cân được. Đấy. Chữ Z này. À cái bắt lên này. Đầy đủ bộ phận luôn nhé. Đầy đủ bộ phận luôn. Đấy, phụ kiện của nó này các bác bắt lên thôi, em để trong này nó khỏi rơi, khỏi thất thoát. Chắc chắn luôn hàng của Toto. Con này thì kích thước của nó đây. Tổng chiều cao của nó sẽ rơi vào 19, gần 19. Cả cái phụ kiện kia nữa là nó sẽ rơi vào 19cm nhé. Và cái đua da của nó này là 17. Con này thì đầy đủ nóng lạnh nhé. Đầy đủ nóng lạnh cho các bác luôn. Hàng đẹp, xịn sò luôn. Các bác lên cho em mã này là mã vòi Larabo X2. Larabo X2. Con này thì có thể xoay được nhé. Con này thì các bác có thể xoay được 360 độ. Các bác muốn xoay hướng nào thì xoay. Đấy, nó rất là tiện luôn. X2. Giá của nó sẽ là 600k. Bao ship Larabo X2. Nặng 1,8 cân nhé. Hàng này hàng chắc chắn luôn, 1,8kg luôn. Larabo X2 600k vào bên nhà em bao ship. Hàng đẹp luôn. Một cái vòi Larabo nữa. Con này cũng là Okaramachi nhưng mà màu xám. Đấy, các bác này làm kết hợp với củ sen mã 1 ấy, thì con này thì nó ở trong cái màu phòng vệ sinh, hoặc là tí nữa kết hợp với cây sen tí nữa em sẽ giới thiệu thì nó rất là phù hợp. Lõi của nó bên trong này. Lõi của nó bên trong con này cũng là lõi đồng luôn này. Con này cũng là lõi đồng luôn nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy các bác xoáy vào. Chọn bộ của nó đây. Con này thì trọng lượng của nó này, cả dây cấp nữa nhé, đầy đủ luôn. Nó sẽ rơi vào hơn 1,4 cân. Hơn 1,4 cân một chút, gọi là cứ gọi là 1,4 cân đi. Đấy. Okaramachi. Lõi bên trong là lõi đồng nhé các bác nhé. Cái kích thước của nó này hơn 17 một chút thôi thì gọi là 17. Đua da này cũng là 17 luôn. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Con này về các bác lắp vào cái vòi Larabo chậu rửa tay ý, thì rất là tiện lợi luôn. Đó. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã Larabo X3. Larabo X3 nhé. 550k vào bên em bao ship. Mã X3 này. X3 550k bao ship luôn. Đấy, mã X3 550k vào bên nhà bao ship nhé. Nhận hàng nhà em nhớ là các bác yên tâm luôn, là kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé, nên là các bác yên tâm. Larabo X3. Cái mã tiếp theo này, đó là một cái dòng cây sen nhé. Cái dòng cây sen này là dòng cây sen phím đàn này các bác này. Đấy, nó có cả hiển thị nhiệt độ nhé. Rất là ok luôn. Đó, con này thì dùng rất là ok, rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác đây, bát sen mưa này. Đấy, và một cái bát sen tay như các sen bình thường các bác tắm. Ở đây là các bác chỉnh kia nhé. Nó sẽ có cho một cái giá đây để các bác treo lên. Nó sẽ có giá các bác treo lên nhé. Ở dưới này này, quan trọng là bên dưới củ này nhé. Đấy là hai cái bên trên này. Bên dưới củ này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái vòi xịt. Một cái vòi xịt này để các bác xịt rửa này. Đấy, và một cái vòi xả tự do nhé. Con này thì khi các bác dựng lên cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy. Hàng này hàng của Germany nhé, design Germany này. Đấy, rất là xịn sò, phím đàn, có hiển thị nhiệt độ. Con này thì đây, để em xin xoáy ra để em cân cho các bác luôn cái củ sen này của nó. Cân cho các bác cái củ sen nhé. Tại vì nó có rất nhiều loại. Đấy, thì các bác cứ theo cái trọng lượng của cái củ. Đấy, là các bác biết, tại vì củ này là của nó là củ loại đồng. Củ này của nó là củ loại đồng này, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, để em tháo hết phụ kiện ra nhé. Đấy, người ta sẽ cân nguyên cái củ này. Đấy, là cái mức giá của nó sẽ theo cái củ này của các bác này. Đây. Cái củ sen này của nó là nó sẽ là hơn 2 cân một chút nhé. Hơn 2 cân một chút. Hàng của Germany nó sẽ có 4 cái chế độ này. Đầu tiên là một cái xả tự do này. Đấy, cái vòi xịt này. Cái bát sen cây này. Và cái bát sen thường này. Còn các bác chỉnh nhiệt độ thì các bác sẽ chỉnh ở đây cho em này. Đấy, các bác muốn mở nước, đây là các bác mở chế độ. Còn đây các bác chỉnh nước này, chỉnh nóng lạnh.
thì các bác muốn mở lạnh thì các bác chỉ cần hơi nhẹ xuống tí thôi. Còn các bác muốn mở sang nóng lạnh thì nó sẽ tầm tầm giữa này, nó đã bắt đầu nó sẽ pha nước nóng lạnh cho các bác. Và cái đồng hồ hiển thị nhiệt độ này, nó sẽ hiển thị nhiệt độ lên nhé. Hàng đẹp luôn, con này xịn sò chắc chắn. Và hàng đảm bảo đủ phụ kiện nhé, chữ Z tất cả các thứ để các bác về các bác lắp luôn. Đấy, củ đồng. Giá của con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 1.900.000 đồng. 1.900.000 và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã cây sen này. Cây sen phím đàn. Đấy, cây sen phím đàn. Cây sen này. 1.900.000 cả. Bao ship toàn quốc. 1.900.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Cái mã tiếp theo. Một cái vòi xả của Toto này. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này là vòi xả tự do nhé. Cái đầu này thì để các bác lắp cái máy giặt. Đấy, lắp máy giặt các thứ vào đây. Xoáy vào đây. Đấy, ở đây có cả cái giòn luôn này. Đấy, để cho nó không bị chảy nước ra nhé. Đấy, cái giòn của nó đây. Đấy, các bác về các bác lắp vào. Vòi xả tự do. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 100.000 đồng. Vòi xả 100k một cái. Vòi xả 100k một cái nhé. Hàng đẹp luôn. Đẹp xịn sò. Hàng của Toto. Xả tự do 100k một cái. Một cái mã tiếp theo này. Vòi nước này, nguyên lạnh không nhé. Con này nguyên lạnh không. Gạt lên này. Cổ của nó này, mềm này. Chỉnh này. Chỉnh này, chỉnh này, chỉnh này, chỉnh này. Rất là ok luôn. Vòi này là vòi chậu rửa bát. Vòi này là vòi chậu rửa bát. Con này thì nó có thể mềm. Đấy, các bác có thể đựng nước mưa và nó có thể chỉnh tia nhé. Ở đây nó sẽ có hai cái tia, một cái tia là ra là tia giữa này, một tia này, còn một tia là tia mưa này. Đấy. Đây các bác vặn ở đây các bác chỉnh này. Con này thì giá mềm thôi, con này thì bên nhà em đang có mức giá chỉ có 250k. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé, hàng của Nhật, nội địa Nhật Made in Japan luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã vòi lạnh Rue. Lạnh Rue 250k bao ship. Để em ghi luôn cái ấy vào đây cho nó dễ để tránh khi mà các bác lại nhầm mã. Lạnh Rue 250k nhé. Lạnh Rue 250.000 đồng. Hàng đẹp luôn. Một cái mã tiếp theo. Một cái vòi nóng lạnh Rue. Nó sẽ có đầy đủ cho các bác cả bộ nhé. Nóng lạnh luôn. Đây. Inox. Nóng lạnh Rue này. Con này của nó thì nó là hàng của nội địa Nhật nhé. Để em tháo em bỏ đây đã nhé. Đấy, xịn sò luôn. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan này. Đấy, thì nó có rất là nhiều hãng. Thì nói chung là tất cả về kiểu dáng của nó sẽ như thế này. Đấy, hàng của nội địa Nhật. Để các bác bắt. Nó sẽ đầy đủ cho các bác, đó là dây cấp nhé. Riêng cái vòi nóng lạnh thì nó dây cấp, còn cái vòi lạnh thì không có gì cả. Vòi lạnh nó chỉ có nguyên vòi không thôi. Và đây các bác cũng có thể chỉnh tia như con lạnh này. Đấy, các bác có thể chỉnh tia này. Và đây nó có cả nóng lạnh luôn. Bác nào mà vòi rửa bát có chậu nóng lạnh thì có rất là ok luôn. Đấy, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Nóng lạnh Rue. Bên nhà em đang có mức giá đó là 400k. 400k và bên nhà em bao luôn ship nhé. Đây để em ghi thẳng vào cái giá vào đây luôn cho nó dễ. Nóng lạnh Rue này. Đấy, các bác cứ lên đúng mã, nóng lạnh Rue 400k. Nóng lạnh Rue 400k và bên nhà em bao ship. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán. Nóng lạnh Rue 400k. Bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Hàng nhà em đảm bảo cho bác xịn sò chất lượng. Nóng lạnh Rue 400k. Một cái mã nữa này. Một cái vòi chậu rửa. Con này của Toto, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Con này thì nguyên cong thôi nhé, không có Rue hay là không có mềm cổ cái gì cả. Nó là theo kiểu cổ điển. Nó là theo kiểu cổ điển. Đó. Hàng của Toto. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Nó cũng có dây cấp cho các bác luôn. Nó cũng có dây cấp, đầy đủ dây cấp nóng lạnh các thứ cho các bác luôn. Đấy, cổ của nó đây. Con này thì là các bác lên cho em cái mã của nó là vòi nóng lạnh. À, vòi chậu rửa Toto. Thế là em biết nhé. Cứ vòi chậu rửa Toto là em biết. Con này thì giá của nó sẽ là 450k. Hàng này thì nói thật với các bác luôn là có bằng nào hết bằng đấy. Hàng này rất được các bác chuộng tại vì nó theo cái kiểu cổ điển. Rất nhiều bác là thích cái kiểu này. Đấy, nó cũng rất là tiện. Đấy, Toto nóng lạnh, chậu rửa này.
450k. Và đương nhiên là sẽ bao ship nhé, to to luôn vào đây. Đấy. 450k và các bác bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Hàng đẹp luôn, vòi chậu rửa bát. Một cái mã tiếp theo, con này thì cao cấp rồi. Hàng này hàng của Toto. Nó là gạt bốn hướng này. Nguyên con vòi lạnh này nó sẽ có cho các bác đó là thẻ các bác bắt này, nó không có dây cấp đâu nhé. Vòi lạnh nó không có dây cấp đâu, hàng của Toto này, nội địa Nhật Made in Japan. Gạt bốn hướng này. Gạt bốn hướng. Hàng cực kỳ ok luôn, nó sẽ có một cái tia nước này chảy này, một cái tia nước ngang này, một cái hai tia này, một cái tia nước mưa này. Một cái bộ như này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 400k. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã vòi chậu lạnh gạt. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã lạnh gạt. Lạnh gạt 400k. Lạnh gạt 400k và bên em bao ship nhé. Vòi lạnh gạt 400k và bên em bao ship. Một cái vòi nữa này, vòi nóng lạnh gạt. Này nó sẽ cũng đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn nhé. Đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Con này thì là nó là nóng lạnh gạt. Màu xám luôn nhé. Đấy, bác về các bác bắt này, bắt nó vào chậu rất là đẹp luôn. Đấy, nóng lạnh gạt con này thì cũng 4 tia này. Hàng con này cũng là của Toto nhé. Bắc chính này. Rất là ok luôn. Hàng của Toto Made in Japan. Đấy, nó cũng có tia như con lạnh kia. Con này thì giá của nó sẽ là nóng lạnh gạt của nó sẽ là 530k nhé. Nóng lạnh gạt 530k và bên nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này, mã vòi chậu nóng lạnh gạt 530.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Hàng nhà em thì đảm bảo cho các bác luôn là nhận hàng tới tay các bác, kiểm tra hàng thoải mái. Con này cầm rất là chắc chắn luôn. Rất là xịn sò. Đấy, vòi nóng lạnh gạt. Cái mã vòi Larabo nhé. Con này thì cổ của nó màu xám. Con này thì đây, khi các bác nhận hàng ấy là đúng như nhà em quảng cáo này. Hàng của Tokyo, Romani, Tokyo, Japan này. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Nó sẽ có cho các bác đó là đây, cổ của nó đây, một bộ của nó. Dây cấp đầy đủ. Đấy, và cái chữ Z để các bác cái bắt lên, phụ kiện bắt lên đây. Tất cả đều đầy đủ cho các bác luôn. Con này là vòi nóng lạnh nhé. Thương hiệu của nó cũng là thương hiệu của Toto, nhưng mà nó màu xám. Đấy, nó màu xám. Thế là có hai màu, tức là có hai màu, màu trắng nãy em giới thiệu vào đây là màu xám. Thì các bác lên cho em mã này là mã Larabo Toto xám nhé. Toto xám thì để cho nó dễ. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, rất là chất lượng, nóng lạnh. Các bác có thể gạt ra để các bác chỉnh thoải mái luôn. Và các bác làm cái vòi chậu rửa bát rất dễ. Con này thì cũng đều có thể quay được 360 độ nhé. Nó đều quay 360 độ được nhé. Để các bác có thể sử dụng. Đấy, rất là tiện, bồn bên nọ bên kia. Và cái đầu này thì các bác có thể xoáy ra được. Đấy, ví dụ là nó nước nó chảy yếu do nó động cắn ở trên này thì các bác có thể xoáy ra. Đấy, để các bác vệ sinh cái cặn các thứ ở đây. Nó có 2-3 lớp để lọc. Đấy, không sợ bị ấy các đồ coi nhé. Hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, inox sơn một lớp sơn tĩnh điện nhé. Hàng đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã Toto xám. Giá của nó sẽ là 450.000 đồng nhé. Cũng bằng giá con kia luôn, 450k và bên nhà em bao ship. Cái mã tiếp theo này, con này cũng rất là xịn sò luôn các bác nhé. Một cái dòng ga thoát sàn. Ở đây thì nó sẽ có một cái ga đồng này, một cái ga bằng đồng để ngăn mùi nhé. Nó sẽ có là hai cái ngăn đều có cái gioăng ở đây này. Đấy, nó đều có cái gioăng ở đây để ngăn mùi. Đấy, bác nào mà dùng lâu, mà dùng khoảng vài năm, mà ví dụ bác đang dùng mà nó mất cái gioăng này rồi, hoặc là trong cái thời gian bác sử dụng làm sao mà nó bay mất cái gioăng này, thì chúng ta có thể sử dụng silicone. Đấy, các bác có thể trá silicone vào đây vẫn được. Đấy, nó rất là tiện ở cái điểm đó. Đấy, khi mà các bác đặt ở đây thì nó sẽ ngăn mùi nhé. Nước nó vào đây thì nó sẽ ngăn mùi, không có mùi nữa. Mà nó rất là dày dặn luôn. Cái dòng này nó rất là dày dặn nhé. Cái kích thước của nó này, ga cái ống này nhé, thì bắt đầu các bác sử dụng cho ống từ ống 60 trở lên. Để em đo cho bác cái size của cái ga này nhé. Này. Nó chỉ là 48 thôi, nên là từ 48 thôi. Từ 60 trở lên là các bác có thể sử dụng được. Đấy, từ cái ống 60 trở lên là các bác có thể sử dụng thoải mái rồi. Đấy, 48 này. Đấy, phố bì của nó mới là 48. Đấy. Các bác về các bác sử dụng thoải mái luôn. Ống bé, ống to các bác đều có thể sử dụng được hết. Đấy, quan trọng là bên trên thôi. Đấy, bên dưới này các bác có thể sử dụng được. Đoàn ống này, nắp của nó này. Kích thước của cái này nhé. Kích thước của cái ga thoát sàn này nó sẽ rơi vào 12 cm. 12 x 12 nhé các bác nhé. Gần 12, xuất sát 12. Cái độ dày của con này này, cái độ dày của nó thì nó sẽ rơi vào
4 ly. Độ dày của nó là sẽ là 4 ly. Hàng đẹp luôn nhé. À, con gà sắt sàn của Toto. Con này thì ở bên shop em đang có mức giá của nó, nó sẽ là 240k. 240k nhé. Đấy, 240k, một cái gà sắt sàn của Toto này. Hàng xịn luôn nhé. Nhận hàng thì em thì các bác yên tâm luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đó, hàng cực chất và giá cực kỳ ok luôn cho các bác luôn nhé. Cái mã sản phẩm kế tiếp này, một số những cái giá này, giá gốc và giá treo khăn. Giá gốc này thì rất là đơn giản để các bác có thể để mỹ phẩm. Đấy, mỹ phẩm này, dầu gội, sữa tắm, nước hoa ở trong nhà tắm nhé. Ví dụ đây là một cái góc tường của các bác. Ví dụ đây là một cái góc tường này. Đấy, thì các bác về các bác đặt cái giá đây thì nó sẽ không tốn diện tích, thì nó sẽ không tốn cái diện tích của các bác đây. Đấy, thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích của các bác. Bình thường không, ví dụ các bác treo ở bên ngoài thì nó rất là tốn diện tích. Để các bác có thể tận dụng góc tường thì nó sẽ tiết kiệm được cho các bác rất là nhiều cái diện tích để nó sử dụng. Đấy, con này thì đây, cái kích thước của nó nhé, 23 cm. Tổng chiều cao của nó sẽ là 34 nhé. Tổng chiều cao nó sẽ là 34 cm, 2 tầng bằng inox. Con này thì các bác lên cho em mã này, đó là mã giá gốc. Giá gốc inox 304 này con này. Hàng xịn sò luôn. Đấy, giá gốc 350k của bên em bao ship. Giá gốc 350k. Giá gốc 350k của bên em bao ship cho các bác luôn. Hàng đẹp inox rất là dày dặn chắc chắn nhé. Đấy, một cái mã tiếp theo này, một cái giá treo khăn này. Đấy, những cái dòng này thì các bác nào mà nhà tắm nó kể cả là rộng các bác cũng dùng loại này, nó rất là tiết kiệm diện tích. Đây, bình thường không thì các bác sẽ là treo như này đúng không? Đấy, treo cái khăn tắm các thứ lên đây. Đấy, dưới này là móc. Đấy, còn ví dụ là chật trội hay là các thứ các bác có thể gấp ngược lên. Đấy, rất là tiết kiệm diện tích nhé. Đấy, dụng nào dùng các bác lật xuống, lúc nào dùng các bác lật xuống. Và ở đây thì nó sẽ có cái để các bác có thể treo khăn, treo khăn các thứ này rất là tiện lợi luôn này. Đó, cái kích thước của nó nhé, em xin nói cho bác luôn đây. À, khi mà nó tất cả cái chiều ngang của nó nhé, 59 cm, và cái chiều gấp thì nó gấp lại rồi như này thì nó sẽ ra là, khi hạ xuống nó sẽ ra là 24 cm. Còn toàn bộ khi mà nó dãn giữa thẳng ra như này, đấy, nó sẽ rơi vào đến đáy này của nó sẽ rơi vào 34.5 cm. 34.5 cm. Các bác lên cho em mã này là mã giá treo khăn. Giá treo khăn nhé. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 450.000 đồng. Giá treo khăn 450k và bên nhà em bao ship nhé. Hàng inox. Và riêng hàng nhà em dân thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác đều có thể là yên tâm sử dụng. Đó, đợt này thì shop nhà em về thêm rất là nhiều những cái dòng chảo. Dòng chảo này thì là dòng chảo ngập dầu này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki. Size 26, đun bếp ga, bếp từ đều được nhé. Đây, vui hộp luôn ra cho các bác luôn. Nó sẽ là hàng mới nguyên hộp. Hàng mới nguyên hộp này. Nguyên túi bóng. Nói chung là nguyên đai, nguyên kiện luôn. Đẹp xịn sò luôn. Đẹp xịn sò luôn. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái... để các bác vớt đồ lên này. Đấy, để các bác vớt đồ lên này. Con này nếu mà các bác dán cũng vẫn được, các bác đun giả mỡ một tí các bác dán cũng không sợ dính đâu. Đấy, con này nhà em thử rồi cũng rất là ok. Các bác dán xong các bác vớt lên đây rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của cái chảo của nó sẽ là đây, 26 cm. Chiều sâu của nó sẽ là gần 9 cm nhé, gần 9 cm. Và tổng trọng lượng của nó, nó sẽ rơi vào 1,3 cân các bác nhé. Sẽ rơi vào 1,3 cân. Tổng trọng lượng của căn chảo Seki như này. Chảo này chảo inox nhé. Seki này. Hàng của Japan. Cực kỳ xịn sò và dày dặn luôn. Đó, cực kỳ xịn sò và dày dặn luôn nhé. Một con chảo như này thì bên shop em đang có cái mức giá cũng cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Nó sẽ là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng chảo Seki như này. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, nhận hàng với em thì các bác yên tâm luôn, kiểm tra hàng thoải mái nhé. 350k. Đấy, các bác lên cho em mã là mã chảo Seki nhé. Đấy, mã chảo Seki 350k và bên nhà em bao ship.
Một cái mã tiếp theo, một con chảo nữa này. Con chảo này thì cái kích thước của cái này của nó sẽ mỏng hơn. Chảo này chảo tổ ong, con này cũng là chống dính nhé. À, hàng này thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức. Tổng trọng lượng con này là 1 kg. Kích thước của nó này, phố bì con này lên đến gần 32 cm, còn lọt lòng của nó là 30, lọt lòng của nó 30 nhé. Độ sâu của nó này 5 cm các nhé, 5 cm. Các bác lên cho em mã này là mã chảo viền đỏ, chảo viền đỏ này, viền đỏ này. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó đó là 280k, chảo viền đỏ 280k, và bên nhà em bao ship nhé. Đây để em ghi luôn cái giá vào cho nó dễ. À, dòng này dòng chảo rán, chảo to, các bác xào cũng vẫn được. Đấy, 30 cơ. Hàng cực kỳ đẹp luôn, chống dính nhá. Viền đỏ này. 280k. Đấy, bao luôn ship nhá. Chảo viền đỏ 280k bao ship các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng chảo của thương hiệu Shikisai. Đấy, ở đây thì nó có hai loại. Một cái là size 20, một cái là size 28, một cái là chảo bé. Chảo này thì các bác có thể rán trứng hay là rán những cái nhỏ nhỏ. Còn con to này thì các bác có thể xào nấu các thứ đều được. Dòng chảo này thì đều là của thương hiệu Shikisai. Hàng của đều là hàng của nội địa Nhật, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, dòng này của nó thì dùng rất ok luôn nhé. Hàng mới luôn. Kích thước của nó đây là 28 cm miệng. Đấy, kích thước của nó là 28 cm miệng này. Hơn 2 lọt lòng 28 cm. Độ dày của con này nhé, nó sẽ rơi vào hơn 7 cm một chút. Rán xào nấu các thứ cực kỳ ok luôn. Đó. Thì con 28 thì bên nhà em đang có mức giá đó là 350k. Để em ghi giá luôn này. 350k bao ship. Chảo Shiki. À Shiki size em xin lỗi. Chảo Shiki size 28. 350k. Còn một con 20 này, con chảo 20 này thì ở bên em đang có mức giá đó là 280k nhé. Hai con chảo đều cùng thương hiệu, đều cùng chất lượng, nói chung là cùng nhau cả 280k. Đấy, và đồng giá là bao ship, và đều là bao ship. Đó, xịn xò luôn. Đấy, khi em mua hai con này thì nó sẽ tổng cộng của nó sẽ là 630.000 đồng. Thì bớt cho các bác 30.000 là còn 600.000 đồng. Khi các bác mua một con chảo 28 và một con chảo 20 của thương hiệu Shikisai thì là đã tiết kiệm được 30.000 đồng. Và bên nhà em bao ship khi các bác mua một combo này nhé. Một combo chảo như này. Đấy, 600.000 đồng và bên nhà em bao ship. Hàng đẹp xịn xò luôn. Đấy, chảo một cái chảo Shikisai 28 và một cái chảo Shikisai 20. Hàng đẹp xịn xò luôn nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng máy sấy tóc của Toshiba. Con này thì hàng của nó thì nó là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện đó là nguồn điện 220V, công suất là 1200W. Đấy, hàng của nội địa Nhật, con này rất là xịn sò luôn. Nó có thể treo, nó có cái giá này để các bác treo vào tường này. Rồi các bác khi bác ấy xong các bác sử dụng này. Đấy, các bác có thể đấu trực tiếp vào ổ điện, các thứ đều rất là tiện lợi luôn. Rất là ok, hàng của Toshiba nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 300k nhé. 300k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, khi nhận hàng thì các bác kiểm tra hàng thoải mái. Hàng này thì các bác test thoải mái nhé. Khi nhận hàng các bác cắm điện vào, các bác thử cho em. Và hàng nhà em dân ý thì là các bác lưu ý là được kiểm tra hàng và phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là thiếu hàng các thứ là chỉ có hỗ trợ khi ship có mặt ở đó. Đấy, hàng đẹp luôn. 300k với nhà em bao ship máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Máy sấy tóc của Toshiba có nhé. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng máy hút bụi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio. Đấy, hàng của nó là hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Hút rất khỏe luôn. Đây, em sẽ test cho các bác với gạo luôn. Đấy, đây nhá, gạo nhá. Gạo lần trước đã thử rồi. Đây, lắp vào này. Đây, cái này em đã hút sẵn rồi, nó đang bẩn sẵn rồi thì em mượn tạm cái này nhé. Con máy nào cũng thế. Con máy nào cũng thế, cực kỳ ok luôn. Các bác có thể nhìn thấy. Hút cực kỳ khỏe luôn.
Đấy, gạo thì các bác chắc là nó cũng phổ thông rồi, thì các bác biết rồi. Cái dòng này thì hút cực kỳ tốt luôn nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Cái dòng này thì nó hút gạo, hút bụi. Các bác có thể về, thực ra là vệ sinh ở bàn thờ ấy, hoặc là các bác mua ở vệ sinh ở trên ô tô, ghế sofa đều rất ok luôn. Đấy, thực ra là những cái chỗ thờ cúng, bàn thờ bên nào cũng có, bất cứ tôn giáo nào cũng thế, thì những cái chỗ mà thờ cúng thì nó rất là linh thiêng nên chúng ta cùng hay dọn dẹp. Đấy, ví dụ là những cái vải bình thường thì chúng ta cũng không lau chùi trên bàn thờ được, thì chúng ta mua một con máy hút bụi như này để các bác có thể hút bụi trên bàn thờ. Đó thì nhiều khi là những cái tàn hương hay là để trong một thời gian thì nó sẽ bụi bặm, thì nó sẽ chúng ta sẽ dùng nó để hút bụi vệ sinh. Con này thì nó sẽ có một cái dây cáp sạc, một cái dây cáp sạc này. Đấy, và nó sẽ có một số những cái đầu đây. Đấy, nó gồm có những một số những cái đầu đây để các bác có thể lắp vào và có thể sử dụng rất là tiện. Ngoài cái mục đích hút bụi ra thì con này nó có cả cái để cho các bác thổi bụi. Nó có một cái để các bác thổi bụi nữa. Đó, rất là tiện lợi. Đấy, các bác có thể thay thế các đầu vào để các bác có thể thổi bụi, rất là ok luôn nhé. Đấy, nhiều khi là những cái khe cửa ấy, nhiều khi là những cái khe cửa mà các bác bé quá các bác không thò tay vào được thì có thể lấy cái này để các bác thổi bụi ra, rất là tiện luôn nhé. Tamashio, con này thì bên nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm cho các bác luôn. Máy hút bụi của Tamashio này, con này bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng thôi, giá chỉ có 200k, và bên nhà em lại còn bao cả ship cho các bác nữa. 200k bao ship cho các bác cái dòng máy hút bụi của Nhật này, nội địa Nhật này, Tamashio 200k bao ship toàn quốc, 200.000 đồng, và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, đợt này về thêm rất là nhiều cho các bác, đó là một cái dòng máy xay thịt kính, thương hiệu của nó là Seki, hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng của Japan này. Con này thì đây, trong hộp của nó sẽ gồm có những cái gì thì em sẽ đi vào chi tiết cho các bác luôn nhé. Khi các bác bóc ra này, yên tâm luôn, hàng cực kỳ ok. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái thân máy, một cái thân máy này. Đấy, con này thì thương hiệu của Seki, công suất con này sẽ là 500W. Nó sẽ sử dụng nguồn điện cho các bác là nguồn điện 220V nhé. Dung tích con này là 2 lít, hàng của Design Japan này. Máy này, xốp này. Đấy, giấy bảo hành này. Cái này thì không gắn được. Nắp này. Cối xay này. Đó, cối xay của nó bằng cối xay thủy tinh các bác nhé. Cối xay này của nó bằng cối xay thủy tinh. Dung tích của nhà sản xuất người ta công bố cho chúng ta đó là 2 lít. Các bác đậy vào. Đây, để bỏ cái này ra đã. Bỏ những cái này ra để đề phòng cắm, có cắm điện thì... Đấy. Các bác khi mà tháo ra như thế thì các bác lưu ý nhé, không cầm vào đây. Tại vì nó rất là sắc, cẩn thận đứt tay. Đấy, các bác sẽ tháo nhẹ nhàng nó ra thôi. Tháo theo thứ tự thì nó sẽ không bị vào tay. Đấy. Rồi các bác đặt vào. Lưu ý nhé, tại vì có thể rất dễ bị đứt tay. Cái vành này ấy, thì là các bác để lót ở dưới này, lót ở dưới này để cho nó khỏi bị xê dịch ấy. Đấy, thì các bác nào lót thì lót, không lót thì cũng không sao. Để nắp lại này. Con này thì các bác có thể xay thịt, xay tôm, cua, cá, làm bánh các thứ đều được. Đấy, các bác đặt vào đây. Máy này nó sử dụng cái nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhé, nên là nó cũng rất là tiện thôi. Này này, nó sẽ có hai cấp độ 1 và cấp độ 2. Cấp độ 1 và cấp độ 2, hàng cực kỳ ok luôn. Con này là hàng bằng cối thủy tinh. Hàng bằng cối thủy tinh nhé. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 500k. 500.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. 500k bao ship cho các bác một cái dòng cối xay thủy tinh này. Ấy, xay thịt, xay tôm, cua, cá, ốc, ếch, ớt, các thứ đều có thể xay được. Đây. Đấy. Hàng xịn luôn. Đấy, điện 220V, hàng của Nhật. 500k vào bên nhà em bao ship nhé các bác nhé. Cối xay Seki của Nhật. 500k vào bên nhà em bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo này. Một cái dòng bình đựng rượu này. Đó, hàng cực kỳ ok luôn các bác nhé. Đấy, bình đựng rượu con này của USA này. Dung tích của con này thì tầm 2 lít. Đấy, tầm 2 lít, hơn 2 lít đấy. Đây, mở nắp ra. Mở nắp ra. Đó, rất là xịn sò luôn để các bác rót rượu các thứ này. Hàng của USA này, Marine USA của Mỹ này. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái bao da. Đây, các bác đựng rượu, đựng bia, đựng nước thì đều rất là tiện. Như cái này mà đi mùa hè nóng mà đi làm khoảng đôi lít bia mà cho vào đây thì quá tuyệt vời.
Đấy, con này thì đây, các bác sẽ cho vào trong cái túi này cho em này. Đấy, nó túi bao da của nó này. Đó, đầy đủ túi đeo các thứ nhá. Nó sẽ đầy đủ túi cho các bác đeo. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, có cả quốc huy của Việt Nam luôn này. Đậy lại. Đẹp xịn sò. Có túi, có cái đeo. Con này thì hàng đẹp luôn nhá. Bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 220.000 đồng. 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Đấy, 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã bình đựng nước. Bình đựng nước nhé. Đấy, bình đựng nước 2 ly, hàng tầm 2 lít, hàng của Mỹ. Đấy, hàng xịn sò luôn. USA. Đẹp xịn sò. Đấy, bình của cái bao da này là mình tự làm nhé. Hàng đẹp luôn, CCP này. Bỏ vào đây, rất là tiện luôn. Bình nước Mỹ 220.000 đồng và bên nhà em bao ship. Này về thêm cho các bác đó là một cái dòng cục sạc dự phòng này. Con này của nó thì là hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, hàng còn nguyên siêu nhé. Hàng mới luôn. Đấy, hàng mới luôn này. Rất là tiện lợi luôn để các bác cầm đi đâu đó làm sử dụng rất là ok luôn. Ngoài con này thì đây, hàng tất cả đều hàng mới, con này em đã bóc sẵn rồi để kiểm tra hàng cho các bác. Trước khi gửi hàng tất cả thì em sẽ phải bóc ra để em kiểm tra nhé. Đấy. Nó sẽ có cho các bác đó là đây. Một cái số những cái USB để các bác có thể sử dụng ngoài đều được. Đấy, cổng Type-C sạc vào, nó sẽ có sợi dây cáp này cho các bác này để các bác có thể sạc vào này. Và đây thì nó sẽ có 3-4 cái cổng ra. Một đầu tiên một cái cổng ra này. Đấy. Thứ hai đó là một cái cổng thường. Cổng Type-C và cổng của iPhone. 4 cái cổng ra. Hàng của nó là thương hiệu của nó là hàng nội địa Nhật đây, thương hiệu của nó là Nissan Line. Hàng nội địa Nhật Japan này. Con này có sạc không dây luôn nhé. Và con này thì nó sẽ là dung tích pin của nó là 50.000 mAh. Hàng đẹp luôn. Giá của con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 350k. Và bên nhà em bao ship toàn quốc luôn. 350.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã sạc dự phòng. Sạc dự phòng 350k bao ship. Đấy, nó đã có sẵn 4 cái sợi dây rồi cho các bác rồi. Hàng mới luôn, nội địa Nhật. Đấy, 4 sợi dây. Hàng xịn sò luôn nhé. Này lại về cho các bác một cái dòng cuộn Zulo tưới cây. Cuộn này thì đây, để em bóc ra cho các bác luôn nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là hàng Le Beng Lang của Đức nhé. Còn nguyên hộp luôn này. Đấy, hàng em còn nguyên hộp này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là những cái tay xịt này. Đấy. Con này thì các bác có thể kéo đi được nhé. Cái này các bác có thể cuộn lại được này. Đấy, nó là cuộn Zulo. Đấy, cuộn Zulo để các bác có thể tưới cây, cuộn lại và kéo đi. Và đây các bác về các bác bắt hai cái đầu này thì nó như nhau, hai cái đầu này thì nó như nhau này, nên là các bác muốn bắt cái đầu nào vào cái đầu nào thì cũng được, bắt đầu vào hay là đầu ra thì đều được nhé. Các bác về các bác xé cái bóng ra, các bác lấy cái vòi xịt của nó này. Đấy, vòi xịt của nó cũng rất là nhiều chế độ nhé. Đấy, rất là nhiều chế độ này, các bác lắp vào xịt. Còn đây là cái có hai chế độ vòi xịt này. Đấy, hai chế độ vòi xịt. Còn đây là một cái đầu nữa để các bác kết nối vào đây. Để các bác bắt vào cái vòi nước ấy. Bắt vào cái vòi nước thì ở đây nó sẽ có các cái cỡ gen của nó để các bác bắt thoải mái vào các cái vòi nước. Con này thì kích thước của nó, dây của nó là dây 10 mét ấy. Đây. Các bác có thể tháo cái này ra. Đấy, các bác có thể tháo ra cái này là đầu này là kết nối với các bác kết nối vào với cái vòi nước này. Các bác chỉ cần dỡ ra thôi. Dỡ ra thì để nó cũng có khoảng 2 mét để các bác ra cái vòi nước. Còn đây, trong này là nó là một cuộn Zulo, các bác chỉ rút ra. Rút ra. Rút ra. Hàng của thương hiệu ở Le Beng Lang, hàng của Germany của Đức này. Đấy, dùng xong thì các bác lại cuộn lại. Dùng xong các bác lại cuộn lại. Rất là tiện luôn nhé. Đấy, rất là tiện luôn. Hàng xịn sò luôn. Đấy, nó có rất là nhiều cái đầu vòi và cái chế độ tưới cây khác nhau. Con này thì hàng mới nguyên hộp. Bên nhà em đang có mức giá đó là 600.000 đồng nhé. 600k một con này. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Và bao ship là bao ship toàn quốc luôn. Đấy. Đây là em ghi giá vào đây luôn. 600k. Bao ship toàn quốc. Nhận hàng nhà em nhé, là các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán. Đấy, đúng như hàng, đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đấy. Một cái mẫu nữa. Một cái mẫu tưới cây nữa. Cũng là của Nhật luôn này. Đây. Con này thì nó lại nhỏ gọn hơn. Con này thì nó không có không có Zulo, không có cuốn trước gì cả. Nó chỉ đơn giản là như này thôi. Đấy, đầu vòi của nó thì đây. Con này là của Nhật.
Một con là của Đức, con kia là của Đức, con này là của Nhật. Hai loại luôn nhé, cũng có này. Đầu này có nó này. Và cái đầu này thì các bác kết nối vào cái vòi nước này. Đấy. Đây. Các bác muốn kết nối đầu nào với đầu nào cũng được. Các bác muốn kết nối đầu nào vào với đầu nào cũng được. Đấy, còn cái này thì là các bác kết nối vào cái đầu của cái vòi xả nước ấy, rồi các bác vặn vào đúng như kiểu là các bác lắp máy giặt ấy. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Đây, con này thì đây, các bác lắp như nào cũng được. Lắp vào đầu nào cũng được. Đấy thì rất là tiện, rất là ok luôn. Con này của Nhật, dây 10 mét. Hàng nội địa Nhật. Dây của nó là dây 10 mét. 10 mét. Giá của con này nó sẽ là 550 ngàn đồng. 550k ở bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã vòi tưới cây của Nhật. Vòi tưới cây của Nhật, còn đây là tưới cây của Đức. Tưới cây của Đức thì nó có cả cái vòng xoay, cả cái rulo, còn con này thì nó là cuộn tay thôi. Cuộn tay, nó không có rulo, các bác chỉ cần việc cuộn vào đây là xong. Đó, 550k vào bên em bao ship cho các bác luôn nhé. Đấy, nhận hàng nhà em là các bác kiểm tra hàng thoải mái. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, một cái dòng cân sức khỏe có thương hiệu của Akiko, hàng của Nhật. Con này thì cực kỳ xịn sò luôn nhé, các bác có thể cân thoải mái luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó là hàng nguyên hộp mới như thế này. Đấy, còn đây, hàng nhà em đã lắp vào. Hàng nhà em đã lắp vào, em test cho các bác luôn đây rồi. Đấy, các bác lắp vào nhé, ở đây ở dưới này nó sẽ có chỗ để các bác lắp pin. Lắp pin này. Đấy, em đã lắp sẵn cho các bác rồi. Và đây, các bác để em xin phép em đứng lên nhé. Đây. Đấy, các bác lắp vào, các bác đứng lên là nó sẽ hiển thị cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lưu ý nhé là phải để bốn cái chân nó cân với nhau. Đấy. Và các bác dẫm lên cân này. Đấy, hôm nay hôm qua no thì là 59. Hôm nay là 58,85. Đấy. Thì cái độ cân của nó cũng rất là chính xác luôn nhé. Đây. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì nó có hiển thị phần trăm pin và cân nặng của các bác ở đây. Và nó có cả đo nhiệt độ. Nhiệt độ của cái thời tiết. Đó, hàng của nó là hàng của Nhật nhé. Con này hàng xịn luôn. Akio này, Akiko này. Giá của nó sẽ là 300 ngàn đồng và bên nhà em bao ship. Đấy, các bác bỏ ra ấy, thì nó sẽ tự tắt. Không có đứng lên nó sẽ tự tắt. Còn nếu mà khi các bác đứng lên, đấy, thì nó sẽ lại hiển thị lại. Đấy, nó sẽ lại hiển thị lại cho các bác này. Đấy, các bác đứng hai chân lên hai bên này thì nó sẽ hiển thị lại cho các bác. Còn các bác không đứng nữa một chút, nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã cân sức khỏe. Hàng mới full hộp. Hàng mới nguyên hộp như này. Rất là tiện lợi luôn. Cân sức khỏe để các bác tập yoga, tập thể dục xong các bác giảm béo này thì nên có một cái ở nhà để theo dõi cân nặng của mình nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, bên nhà em còn một số những mẫu nồi luộc gà này. Con này thì còn ít thôi. Hôm nay giá cho các bác cũng rất là mềm luôn nhé. Đây, cân trọng lượng luôn cho các bác luôn. Đấy, tổng trọng lượng con này là 1,8 cân, nồi inox nhé. Về cho các bác test 5 chân thoải mái luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác cái kích thước của nó này. Đo cho các bác kích thước luôn nhé. Nó sẽ rơi vào 32cm. Chiều sâu của con nồi này 19. 32 sâu 19cm. Đấy, vung rất đàng hoàng nhé. Khi các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái cho nhà em luôn. Đấy, nồi inox đáy bằng. Đáy bằng này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá nồi 3. Nãy là 3 mấy nhỉ? 30 hay 32 nhỉ? Đo lại quyền luôn. Phủ bì của nó là 32cm nhé. Phủ bì của nó là 32cm. Đấy, lọt lòng của nó thì chỉ có 30 thôi. Lọt lòng của nó là 30, quên. Đấy, thì các bác lên cho em mã này, mã nồi 30. Tính theo lọt lòng thôi. Nồi 30. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 350k. Nồi 30, 350 ngàn đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Một con tiếp theo này. Hai cân tư, suýt sót 2,4 cân, chưa được 2,4 cân đâu nhưng mà suýt gần 2,4 cân. Con này thì kích thước của nó đây. Phủ bì của nó là 34cm và lọt lòng của nó là 32, hơn 32 một chút đấy, nhưng thôi cứ tính là 32. Độ sâu của nó đây. Hai mươi mốt phẩy năm cm. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn, song inox, nồi inox. Con này thì các bác luộc gà thoải mái luôn, vung vùng các thứ này, ái xịn xò luôn.
Đấy, hàng này thì rất là đẹp luôn và các bác đun luộc rất là chắc chắn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó. Các bác lên cho em mã này, mã nồi 32. 450.000 đồng. Nồi 32 450.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, bao ship toàn quốc luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng bếp từ của thương hiệu Hikari. Hàng của Nhật. Công suất 2000W. Công suất 2000W này. Con này thì nó là sử dụng điện 200-240V, trọng lượng của nó là 3kg. Electrolux. Đấy, Hikari. Bên trong của nó này, hàng còn nguyên hộp nhé. Đây. Con này bếp từ này thì các bác ăn lẩu cái thứ thì rất là tuyệt vời luôn này. Đó. Đây. HR19. HR19. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng của Hikari, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan này. Made in Japan này, 2000W. Đấy, điện 220V đến 240V. Đấy. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò luôn. Con này thì kích thước của bếp từ thì nó cũng tương đối là nó như nhau thôi, nhưng mà thôi em cứ đo lại cho nó yên tâm. Ngang của nó là 28. Dọc của nó là 35cm. Ngang 28, dọc 35 nhé. Và giá của nó bên nhà em đang có mức giá đó là 750.000 đồng. 750.000 đồng một cái bếp từ Hikari của Nhật. Và bên nhà em bao ship toàn quốc cho bác luôn. Nhận hàng nhà em là các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé các bác nhé. Nên là các bác yên tâm. Hôm nay thì em sẽ đi vào chi tiết cái mẫu nồi chiên không dầu này. Con này thì rất ok luôn. Hàng nguyên hộp nhé. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của EIS3. Đấy, hàng của Germany của Đức này. Nó sẽ có cho các bác đó là bên trong cái khay lò nướng đây. Nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái giá để chúng ta đựng. Đó, rất là tiện lợi luôn. Con này thì cũng tương đối là ok sử dụng trong gia đình. Ở gia đình như mà ví dụ như gia đình nhà em 5-6 người thì dùng bình thường, khoảng 3-4 người lớn với lại các bạn nhỏ. Thì con này thì các bác có thể chặt gà ra nửa con gà, các bác để thoải mái luôn. Nửa con gà thoải mái, nhưng mà gà con gà khoảng gần 2 cân thì các bác cũng có thể để mở ra các bác để trong này vừa. Đấy, để em xin đo cho các bác cái kích thước của cái này luôn nhé. Con này thì đây, nó sẽ có cái kích thước của nó. Về cái phần chiều ngang của nó, phủ bì của nó sẽ là 21cm. Một chiều này của nó nữa là cũng là 21. Độ sâu của con này nhé, độ sâu của nó đây, các bác có thể nhìn thấy 12cm. Đấy, 12cm nhé. Con này thì rất là ok luôn. Màu trắng nên là nó cũng đỡ bụi bẩn và rất là dễ vệ sinh lau chùi. Đấy, con này thì khi các bác, nó là phím cảm ứng nhé. Phím cảm ứng này, các bác cắm điện vào này. Đấy, các bác cắm điện vào thì đây, các bác có thể chọn những cái chế độ của nó ở đây này. Đấy. Đấy, bật tắt này. Đấy, và các bác chọn những chế độ của nó để làm sao mà chúng ta theo những cái chúng ta yêu thích. Đấy, thì các chế độ, các cái chức năng của nó thì các bác đều có thể chọn lựa dễ dàng. Đấy, để em lột cho các bác cái này ra luôn. Đây. Để em lột cho các bác ra luôn một cái để có thể review cho nó chi tiết. Đấy, thì các bác sẽ lột ra và các bác chọn đây. Ở đây thì là thời gian. Đấy, thời gian này. Đấy, còn đây là tăng giảm thời gian này, còn đây là tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, thì nó sẽ tự động các bác sẽ là chọn chế độ này. Đấy. Các chế độ này, các cái thực phẩm của nó này. Nút của nó là toàn bộ là nút cảm ứng nhé. Đây nhé. Đấy, các bác nút này là nút chọn chế độ này. Đấy, tôm, cua, cá, rau, củ quả này, thịt, ngô này, nướng ngô cũng được nhé. Đấy. Đấy, các bác ấn ở đây. Và đây là nút nguồn bật tắt này. Đấy, các bác chọn chế độ này. Đấy, còn đây là nút chạy này, tắt này. Đấy, tăng giảm nhiệt độ này, tăng giảm nhiệt độ, tăng giảm thời gian này, rất là tiện lợi luôn. Đấy, con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 550k và bên nhà em bao ship các bác nhé, 550k. Cái mã sản phẩm tiếp tục nữa đó là một cái dòng bộ cối trầy. Đợt này vào về cho các bác đó là 3 bộ. Dòng này thì bộ cối trầy của Made in Germany của Đức này, một cối một trầy. Dòng này là dòng cối trầy inox các bác nhé. Đấy, rất là tiện luôn này. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái chày của nó. Kích thước của cái chày này nó sẽ là 15cm. Đấy, con này thì một cái cối của nó này, nó sẽ là miệng của nó là 12,5. Và chiều sâu của này cũng là 12,5 luôn.
nó sẽ có thêm cho các bác đó là một cái miếng miếng nhựa ở trên chốc này này, để mà khi mà các bác giã cua ấy, hay là giã ruốc, giã lạc thì nó sẽ không bị bắn. Bác nào mà có sở thích ăn muối vừng này, thì con này rất là tiện luôn. Nhà em thì biếu bố vợ một cái để giã muối vừng, thỉnh thoảng bố ông lại cho muối vừng. Cái này giã rất là tiện nhưng nó không bị văng ra, nên là các bác làm muối vừng rất là tiện lợi luôn. Cái này các bác biếu bố vợ thì quá tuyệt vời luôn này. Đấy, giá của nó thì rất là mềm luôn. Cái bộ này của nó là chỉ có 250.000 đồng thôi. 250k và bên nhà em bao ship luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ chày cối 250.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đợt này thì về thêm cho các bác một số những cái dòng máy massage mắt đa năng. Con này thì nó bảo vệ mắt này, chống những cái da chết các thứ đây. Đấy, thì đây có một con máy massage mắt cho các bác này. Về các bác đeo vào như đeo kính, những lúc mà rảnh rỗi, chúng nghỉ ngơi thì chúng ta đeo vào để chúng ta thư giãn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Taka. Hàng này thương hiệu của Taka, hàng của Made in Japan này. Các bác về các bác đeo lên. Đấy, đeo như đeo kính nhé. Đấy, các bác đeo cái này lên này. Và con này ở đây nó sẽ có cái công tắc bật nguồn này. Đấy, công tắc bật nguồn này. Đây là phần trăm pin này. Con này thì có thể kết nối với Bluetooth này. Đấy, và có 5 chế độ tất cả cho các bác luôn. Đấy, nó có cả nhạc này các bác nghe này, để các bác thư giãn này. Đấy, các bác kết nối Bluetooth của các bác để các bác có thể sử dụng thoải mái. Nó có nhạc và có rất là nhiều những cái chế độ. Con này thì nó mát xoa mắt làm rất là dễ chịu nhé. Đấy, và nó bật nhạc các thứ cho các bác để các bác vừa nghe và thư giãn này. Đấy, và các bác có thể chuyển các chế độ này. Đấy, các bác có thể chuyển rất là nhiều chế độ luôn. Đấy, các bác ấn nút ngoài này nó chỉnh này và nó ra rất là ok luôn nhé. Hàng này rất là xịn sò luôn. Còn các bác muốn sạc ấy thì các bác gấp lại, các bác sạc vào lỗ này cho em này. Đó, cực kỳ ok luôn. Đấy, nhạc nhẹ nhẹ, thư giãn, massage mắt cực kỳ ok luôn nhé. Đó, thương hiệu của nó là Tika. Con này của nó sẽ gồm cho các bác phụ kiện, đó là một cái dây cáp sạc. Đó, thì là các bác sử dụng thôi. Còn các bác tắt nguồn đi thì các bác dí lì nút nguồn này. Đấy. Đấy, tiếng Nhật luôn nhé. Nói bằng tiếng Nhật luôn nhé. Taka, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 550k nhé. Máy mát xoa mắt 550k, 5 chế độ, cực kỳ xịn sò luôn, mà giá lại rất là mềm, chỉ có 550.000 đồng thôi. Và nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Hàng xịn sò luôn, nguyên hộp đây. Đấy, hàng mới nguyên hộp này. Và con này thì đây, các cái chế độ thì thư giãn mắt, nghe nhạc quay 180 độ này. Xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn, hàng nội địa Nhật nhé. 550k vào bên nhà em bao ship. Thì đợt này thì bên nhà em về thêm cho các bác một số những sản phẩm cực kỳ hot nhé. Con này thì nó là kích điện. Kích điện từ một cái bình ắc quy xe Honda của các bác cũng được nhé. Từ bình ắc quy Honda hay là bao nhiêu bình nào cũng được, cứ 12V là được. Đấy, từ bình 12V lên nguồn điện 220V để các bác cắm những cái thiết bị như kiểu là quạt, ánh sáng thì đều có thể ok. Có những con thì nó có thể cắm được cả tủ lạnh hay là cắm được nồi cơm, nhưng mà con này thì nó nhỏ thôi, kích thước của nó nhỏ gọn nên là nó chỉ cắm được cho các bác là quạt thôi nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, nó chỉ bằng 3 cái đầu ngón tay của bác thôi. Nó chỉ bằng 3 cái đầu ngón tay, thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn. Và nó sẽ kích điện cho các bác là từ điện 12V lên điện 220V đây. Đấy, từ 12V lên điện 220V này. Đấy, thì các bác về các bác kẹp vào bình ắc quy thì cái đèn báo xanh này là được. Và ở đây nó sẽ ổ cắm, nó sẽ ra điện 220V cho các bác nhé. Ở đây nó còn có một cái USB nữa để các bác có thể cắm sạc điện thoại thì đều rất là tiện lợi luôn. Đó, con này thì dùng rất là ok. Công suất của nó là 220W thì các bác cắm cho em một hai vài cái quạt. Đấy, các bác cứ tính công suất của nó là khoảng 200W đổ về là bóng đèn ví dụ các bác là 60W một cái thì các bác cắm được 3 cái. Đấy, đại loại nó là như thế. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Và con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 220k. 220k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã kích 220W. Đấy, giá của nó là 220.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Nhận hàng nhà em ý, thì các bác cứ test thoải mái nhé, kẹp vào bình ắc quy và cắm thử luôn cho em. Đấy, đó là cái mã sản phẩm kích điện của nhà em này. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng sạc bình ắc quy. Dòng sạc bình ắc quy này thì nó có là 4A. Đây, khi bác mở ra này, nó sẽ có một cái sạc như thế này cho các bác này. Đấy, nó là 12V 4A 100Ah. Con này thì có màn hình hiển thị luôn. Đây, em sẽ xin cắm điện vào để em bật cho các bác luôn. Đó, 13,8V này.
Đấy, thì là các bác lúc này thì các bác nó chưa hiển thị ra và các bác sẽ kẹp vào bình ắc quy cho em này. Kẹp đúng lửa nguội nhé. Kẹp đúng lửa nguội. Đây các bác kẹp đúng lửa nguội cho em. Đấy, và nó sẽ tự tính nhé. Đấy, và nó sẽ tự tính bao nhiêu vôn này. Đấy, bao nhiêu độ này, bao nhiêu phần trăm pin này và nó sẽ tự động sạc vào cho bác bao nhiêu A này. Đấy, hàng này cực kỳ ok luôn. Và con này nó sẽ có quạt tán nhiệt này. Nó sẽ có quạt tán nhiệt nhé. Con này thì nó sẽ sử dụng cái giải điện của nó rất là rộng, 100 đến 240 V. Nên là các bác gần như là các bác sử dụng điện nào cũng được, điện mạnh điện yếu các bác đều có thể sạc được. Mắc công suất của nó lên 75 W. Đấy, hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn nhé. Các bác về các bác cắm. Và các bác có một cái lưu ý này, mà khi mà các bác sử dụng cái dòng này nó không như cái dòng cũ, dòng cơ của các bác là các bác quẹt này. Thì con này thì các bác không quẹt như này được nhé. Đấy, các bác không đánh chập được. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã sạc ắc quy 4A. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 200.000 đồng. 4A 200k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này mã 4A 200.000 đồng và bên nhà em bao ship. Hàng còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng còn mới nguyên hộp luôn nhé. Một cái mã tiếp theo. Một cái sạc 12V 6A. 12V 6A này. Nó sẽ theo thứ tự luôn nhé. Con này thì các bác có thể nhìn thấy đây, nó có thể sạc được ô tô, xe tải, cano, xe to, xe bé đều có thể gần như là có thể sạc được. Hàng này cũng là còn nguyên hộp. Đây, khi các bác mở ra này, nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái quạt tán nhiệt này. Đấy, để cho nó thổi mát này. Công suất của nó lên đến 110 W, sử dụng điện 100 đến 240 V. Đấy, hàng này rất ok luôn nhé. Con này thì là nút cảm ứng này. Các bác về các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, nó sẽ có cả 12 cả 24 nhé. Khi chưa vào kẹp vào bình ắc quy thì các bác có thể chọn chế độ, nó sẽ tự động như thế. Đây, con này thì có sạc được cả pin lithium này, bình ô tô này, bình xe máy này và khử xung phát này. Cái pin lithium này là những cái khối pin mà các bác đóng bằng lithium, nó có một pha cộng trừ thì các bác kẹp cái cộng trừ này vào đúng cái chân của nó là được. Đó. Và đây, ví dụ là đây là cái bình của em là bình ắc quy xe Honda, xe đạp điện thì các bác em sẽ chọn vào cái mức xe đạp điện, xe bé này thôi. Đây. Đang 24V như các bác có thể nhìn thấy, đang 24V này. Khi các bác kẹp vào này, người ta nó sẽ tự tính cho các bác luôn này. Nó là điện tử nên nó sẽ tự tính lên 12V cho các bác. Đó, và nó sẽ tự sạc. Và nó sẽ tự sạc pin này. 27 độ C này. Đó. Và con này nó có nút khử xung phát relay lệ bình này. Đấy, nó khử xung phát relay lệ bình và các bác vừa ấy vừa có thể vừa chọn được nhé. Rất là tiện luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt các thứ đầy đủ cho các bác ở cái mã sạc ắc quy này. Và con quạt sạc ắc quy này thì các bác lên cho em mã này mã sạc 6A. Giá của nó là 340.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Sạc 6A 340k và bên nhà em bao ship. Con này thì các bác lưu ý là có thể sạc được pin lithium nhé. Có thể sạc được pin lithium. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng sạc 8A này. Hàng này cũng còn nguyên hộp luôn này. Tất cả hàng nhà em thì đều còn nguyên hộp nhé. Đấy, 12V 8A đến 24V 4A. Tức là có thể sạc được cả bình 12 và bình 24. À đâu, đấy là 6A đúng không? Em xin lỗi, 6A thì đến 7A nhé. Sạc 6A rồi đến sạc 7A. Con này thì nó có rất là nhiều giải, nên là các bác có thể chọn cái nào nó phù hợp với các bác, cảm thấy phù hợp với các bác nhất. Này, con này thì nó rất là nhỏ gọn luôn. Con này thì sạc được bình 12V. Đấy, sử dụng điện 100 đến 240V. Con này thì chỉ sạc 12V thôi nhé. Con này chỉ sạc bình 12V thôi. Mắc của nó lên đến 140 Ah cơ. Để em kẹp. Bác nào mà chỉ dùng xài nguyên bình 12V ấy, thì các bác nên lấy con này là hợp lý này. Đấy, thì các bác đơn giản thôi. Ở đây thì nó có 12V xe máy này. Đấy, FE04 này. Đấy, bình mô tô này. Đấy, nó có bình ô tô, bình mô tô. Nhưng mà tất cả nó sẽ là 12V. Thì đây là em sẽ cho vào bình xe đạp điện FE04 này. Đấy, và nó sẽ sạc. Và nó sẽ sạc này. Đấy, quạt tản nhiệt của nó nhé. Quạt tản nhiệt nó sẽ quay một tí đầu. Tất cả nó sẽ quay một lúc đầu và nó sẽ ngừng. Đấy, còn là khi nó nóng bắt đầu nó chạy này. Để em quên, hơi lỏng điện. Đấy, và nó sẽ sạc này. Đấy, 1,4A này. 14,0V này. Những dòng này của nhà em thì đầy pin nó sẽ tự ngắt nhé. Đầy pin nó sẽ tự ngắt 5,8A này.
Đấy, nó sẽ hiển thị cho các bác đầy đủ hết. Đấy. Rất là tiện lợi luôn nhá. Rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò luôn. Con này của nó thì nó sẽ có quạt tản nhiệt đầy đủ cho các bác luôn, sử dụng điện 100 đến điện 240V 7A. Đấy, 7A nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc Aqui 7A. Đây này, nó có phần phần giải MCU này. Cái chip MCU này. Đấy, đầy pin nó sẽ tự ngắt, đầy pin nó sẽ tự ngắt cho các bác. Rất là xịn sò luôn. Cái mẫu này là mẫu mới nhà em về. Cái mẫu này là mẫu mới nhà em mới về nhé. Các bác lên cho em mã này, mã sạc 7A. Con này thì nó không sạc được pin, nó sẽ không sạc được 24V. Đấy. 7A 250k và bên nhà em bao ship nhé. Hàng nguyên hộp luôn. 250k, hàng của Forsup. Hàng này hàng của Forsup và các bác sạc được rất là ok luôn. Đấy, con này có cả relay lệ bình này, con này cũng có khử xung phát luôn. 250k cái sạc 4A này, à sạc 7A này em xin lỗi. Sạc 7A 250k và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái sạc 8A, đây đang giới thiệu giá rồi. Con này thì giá của nó sẽ là 320.000 đồng và bên nhà em bao ship. Các bác sử dụng nguồn điện của nó thì nó cũng rất là rộng luôn, sử dụng điện 100 đến điện 240V, đầy pin nó sẽ tự ngắt, mắc công suất 130W. Đấy, và 30Ah đến 150Ah nhé. Có đều tất cả cái dòng sạc ắc quy nhà em đều có quạt tản nhiệt nhé. Tất cả đều có quạt tản nhiệt hết. Đấy, các bác cắm điện vào này. Đấy. Các bác về như những cái túi bóng này thì các bác có thể lột ra. Những cái túi bóng này các bác có thể lột ra này. Đó. Và đây, chọn chế độ này. Đây này. Đấy, sạc bình xe máy này. Và các bác kẹp vào bình ắc quy cho em này. Đó. Và nó sẽ tự tính và nó sẽ tự sạc cho các bác luôn nhé. Đấy, 12V này. Và nó sẽ tự sạc cho các bác, quạt tản nhiệt bắt đầu quay. Nhưng mà quay một tí nó sẽ tự ngừng nhé, không phải là nó hỏng đâu, mà nó sẽ ngừng lại để mà khi mà nó nhiệt độ của nó đến cái nhiệt độ của nó, cái dơ le của nó thì nó sẽ tự tự làm mát cái nhiệt độ cho chúng ta. Đấy, và các bác sạc rất là ok luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã sạc 8A nhé. Sạc 8A này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 320.000 đồng và hàng lúc nào nhà em cũng sẵn trong kho nhé, kể cả là lúc nào cũng hàng cũng có luôn. Đấy, sạc 8A 320.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé, luôn luôn nha các bác nhé. Và những cái dòng này thì bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Đấy, sạc 6A. Forsup. Xịn sò luôn. Hàng này hàng xịn sò luôn nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng sạc ắc quy 12V, 12A, 12V 12A đến 24V 6A, tức là con này cũng là tương đối là to. Các bác có thể sạc được cho bình ắc quy to một chút thì đều được. Đây. Nó sẽ có cho các bác đó là sạc 12V 12A đến 24V 6A. Con này thì 200Ah sạc bình to, sạc bình 200 đều được. Đấy, các bác cắm vào. Con này riêng con này nhé, các bác cắm vào các bác phải chọn chế độ trước. Các bác phải chọn chế độ trước. Chứ còn khi mà các bác đã kẹp vào bình, tại vì những cái dòng to này nó cái độ ấy nó phải chắc chắn, tại vì nó dòng điện của nó sạc vào rất to, và các bác đã cắm vào thì các bác sẽ không ấn được nữa, không chạm vào được gì nữa, và nó sẽ cố định ở đấy đến khi mà các bác rút ra. Đấy thì tôi nói với thôi. Đó, con này thì nó sẽ có là bình ắc quy này, ô tô này, xe máy này, và pin lithium này, và bình pin lithium nhé. Hàng này rất là ok luôn, đều có quạt tản nhiệt. Đều có quạt tản nhiệt này. Đấy, bỏng lóng điện là nó sẽ tự ngắt luôn. Lóng điện là nó cũng sẽ tự ngắt. Đấy, các bác cắm lại. Nên là nó rất là an toàn. Nên là những cái dòng này nó rất là an toàn luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 12A này. Điện của nó đều sử dụng được từ 100 đến 240V. Đấy, tất cả trên thế giới đều dùng cái dòng này. Rất là tiện luôn. Sạc 12A bên nhà em đang có mức giá nó là 400k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã là 12A 400.000 đồng. 400k và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng sạc 12A này. Và lưu ý nhé, lại lưu ý nhắc lại một chút cho các bác, đó là khi mà các bác sử dụng cái sạc nhà em ấy thì là các bác không quẹt này đâu. Các bác không đánh lửa. Đấy. Sạc 12A 400k và bên nhà em bao ship. Một con sạc ắc quy nữa. Con này thì nó được thuộc dòng là siêu to khổng lồ rồi. Và con này thì đây các bác có thể để ý. Ở đây nó sẽ có một cái chức năng cực kỳ hay, đó là cái chức năng kích nổ bình ắc quy ô tô. Đấy, tức là ví dụ là bình ắc quy của các bác mà nó đang hết điện thì các bác không đề được, thì các bác có thể kẹp cái này vào, các bác cắm điện vào các bác đề luôn. Đây.
nó sẽ có cho các bác đó là một cái dây điện này, một cái thân máy này. Đó, các bác về các bác cắm dây điện vào đây cho em này. Đó, vào đây em xin phép được cắm điện cho các bác luôn này. Dây điện của nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có nút mo đen này, để các bác chọn chế độ này. Đấy, đấy, bot là đây, nút bot này là nút mà ví dụ bình ắc quy các bác hết điện ấy, thì các bác vào chế độ này và các bác bác kẹp vào cái bình ắc quy của các bác. Đó, và các bác đè nổ thì nó sẽ sốc điện lên để nó đè cho các bác nổ được cái mức ô tô. Đấy, hoặc là các bác muốn sạc thì đây, các bác sẽ chọn vào chế độ sạc bình ô tô này. Đấy, bình ắc quy này. Đấy, tất cả các bình khử xung phát này. Những dòng này thì nó chỉ sạc được những dòng to thì thoải mái luôn. Con này thì sạc được bình 12V 6A đến 400Ah. Đấy, và 24V 6Ah đến 200Ah. Con này thì sử dụng điện từ 100 đến 240V, giải điện của nó rất là rộng luôn. Đấy, 12V 25A đến 24V 15A. Đấy, bác nào mà sạc bình 12-24 thì các bác đều có thể sạc được con này, thoải mái luôn nhé. Và các bác kẹp vào bình ắc quy đây, cái bình thường, những bình ắc quy bé các bác có thể sạc được nhé. Đây, đây, các bác kẹp vào. Như kiểu là bình bé nó cũng không sạc được ấy. Bình bé quá các bác cũng không sạc được. Bình xe máy là các bác không sạc được con này nhé. À đây, sạc được này. Phải vào đúng cái chế độ của nó nhé, chứ còn vào những cái chế độ khác của nó cũng không sạc được. Đây, bình sạc bình ắc quy của nó này. Đó, 12V này. Nó sẽ tự nhảy cho các bác sang luôn nhé. Tự nhảy cho các bác sang 12V luôn. Con này thì bên nhà em các bác lên cho em mã này là mã sạc 25A. Bên em đang có mức giá đó là 850k. Sạc 25A 850.000 đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc nhé. Đấy, sạc 25A, hàng to luôn, hàng to đẹp. To đẹp xịn sò, 25A 850k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Một cái mã tiếp theo xin giới thiệu với các bác, quạt tích điện. Nó không phải gọi là tích điện đâu, mà quạt để các bác lắp vào những cái chân máy, chân pin của bác này. Bác nào mà làm nghề thì các bác biết rồi, ngày nào các bác cũng có cái những cái máy bắn vít bằng pin, chân pin Makita phổ thông nhỉ. Đó thì các bác chỉ cần mua về. Đấy, mua về để các bác sử dụng thêm thôi. Đấy, thì đây, con quạt này của nhà em thì nó sẽ có hai cấp độ gió này. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Động cơ của nó này rất là to và rất là khỏe này. Động cơ này là động cơ không chổi than nhé. Đó, thì bên nhà em sẽ đang bán cho các bác giá như sau: một cái đốc sạc, một viên pin và một cái thân máy. Tổng một combo, một cái bộ này của nó đó là 420.000 đồng. 420.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác một combo này, nhìn thấy này, các bác có thể nhìn thấy. Các bác về các bác chỉ việc là lắp vào, lắp vào và các bác dùng thôi. Lắp vào đây, chỉ việc mỗi được việc là nó không thuận tay, nó hơi khó làm. Đấy, chỉ việc lắp vào như này, bật lên là dùng. Đó, hết pin thì các bác lại tháo ra, lắp vào đốc sạc là các bác sạc. Còn các bác nào mà muốn mua kèm thêm một viên pin nữa, muốn mua kèm thêm một viên pin nữa để sơ cua thì em cũng bán luôn. Đấy, nhà em cũng có luôn. Một viên pin 200k. Một viên pin 200k. Đó, viên pin 10 cell 200k, viên pin 15 cell 300k. Và giá của viên pin này là chưa bao ship. Giá của viên pin này là chưa bao ship, trừ khi các bác mua cùng quạt thì sẽ bao ship, còn không sẽ không được bao ship. Đó, hai loại, một loại 100 và một loại 200. Đó là pin nhà em. Một cái bộ tiếp theo. Đây, đây quên. Một cái bộ tiếp theo. Một con đèn. Một pin. Một đèn một pin này. Một củ sạc. Một đèn một pin một củ sạc. Các bác có thể nhìn thấy rất là sáng luôn. Đấy là chế độ 1 này. Chế độ 2 này. Đây, các bác có thể thấy này. Tắt đi nhé. Cực kỳ sáng luôn này. Đó, để mà khi mất điện thì các bác có thể sử dụng để ăn cơm cái thứ thì rất là tiện lợi luôn. Một con đèn như thế này. Pin thì các bác cũng có thể thay như các cái kia thôi. Đấy, pin thì các bác cũng có thể thay thoải mái luôn. Đấy, một bộ như này thì ở bên nhà em cũng đang có mức giá đó là 420.000 đồng. 420.000 đồng một cái combo như này.
một cái combo như này nhé, 420k. Combo đi. Đấy. Còn nếu mà các bác nào mà muốn một combo như thế này. Đó. Thì giá các bác thêm cho em là thêm một cục pin to này nữa là thêm 300.000 nữa. Đó, các bác muốn thêm pin to thì thêm 300.000 một cục pin to. Đấy, thì rất là sáng luôn. Thì rất là sáng luôn nhé, sáng ngồi đây chói mắt luôn. Đó, đây là một số những mẫu quạt Makita và đèn pin. Đó, thì các bác muốn mua pin to hay pin bé thì các bác cứ nói rõ cho em, gọi điện nói cũng được mà nhắn tin cũng được. Đó, thì nó sẽ đầy đủ cho các bác cả đốc, cả tất cả các thứ như thế này. Cả đốc cả các thứ như này. Hàng đẹp giá rẻ luôn các bác nhé. Hàng đẹp và giá cực kỳ ok luôn. Đó, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã tiếp theo. Một con quạt không cánh nữa. Hôm nay cũng khui hộp cho các bác luôn. Hôm nay khui hộp rất là nhiều cái sản phẩm nhé, nên là các bác cứ yên tâm, hàng đẹp luôn. Này, khi bác nhận hàng thì nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là một cái hộp như thế này. Đây. Thì các bác về các bác sẽ lắp lại cho em. Lắp thì rất là đơn giản thôi, không có cần phải ốc ác cái gì cả, không phải cầu kỳ cái gì cả. Các bác cứ dựng ngược lên. Đấy, rồi các bác nhìn cái mặt này này. Nhìn cái mặt này nhá. Thì là các bác cho cái mặt bé về đằng trước. Đấy, hàng không bể vỡ nhá, hàng không bể vỡ. Đấy, các bác vào đặt vào cái chỗ đoạn lẫy của nó này. Thì là các bác gi này. Đây. Cho em một chút. Đây, các bác nhìn cái lẫy của nó này. Nhìn cái lẫy của nó. Các bác đặt đúng cái lẫy vào. Rồi các bác xoay là xong. Đúng lấy vào các bác xoay là xong. Đó, là nó sẽ chắc chắn luôn. Mà nó sẽ chắc chắn ở cái sản phẩm này. Đó, thế thôi. Các bác là đã lắp thành công một cái quạt không cánh. Con này thì để em sẽ lắp điện vào em test cho các bác luôn nhé. Đây em đã chuẩn bị sẵn rồi nhé. Các bác về bật lên. Đấy. Các bác có thể thấy gió nó ra rất là đều nhé, mà cũng rất là ok luôn. Các bác có thể điều chỉnh này, dịch lên tí này, gió nó rất là thoáng, nó rất là thoáng gió, nhất là con này mà bác nào mà có phòng điều hòa ấy thì con này rất là ok, phù hợp. Và đây nó sẽ có các bác điều chỉnh này, tăng giảm này, mạnh yếu này. Đấy, con này thì có trẻ con nó nghịch thoát thò thay vào đấy cũng không sao cả, tại vì nó không có cánh. Đấy, tại vì nó không có cánh. Quay này, nó như kiểu là tút năng ấy, các bác có thể nhìn thấy. Đó, nó có thể quay như tút năng luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Rất là xịn sò. Rất là xịn sò luôn các bác nhé. Con quạt không cánh này thì ở bên em đang có mức giá đó là 900.000 đồng. 900.000 đồng và bên em bao ship nhé. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác. Đó là nguồn điện, là nguồn điện 110V. Các bác phải quắm qua cục đổi nguồn nhé. Đây, cái thông số của nó này. Cái thông số của này nó lại rất là dị, nó lại ghi cái thông số điện của nó ở đây. 110. Đấy, điện 110. Đấy. Hàng này cực kỳ ok luôn. Con này thì cực kỳ ok, cực kỳ chất luôn. Đấy, và đây là cục đổi nguồn. Cục đổi nguồn này thì bán kèm thêm cho các bác là cục đổi nguồn của Vitenda. Con này thì ở bán kèm thêm cho các bác với cái mức giá đó là 150.000 đồng nếu mà các bác mua cùng quạt, còn nếu mà các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 200.000 đồng và bên em bao ship nhé. Nếu mà các bác mua cùng cái quạt hoặc là lọc khí hoặc là những cái thiết bị mà bán kèm thì nó giá sẽ là 150.000. Còn nếu mà các bác mua riêng một mình nó thì sẽ là 200k. Cục đổi nguồn của Vitenda. Hàng xịn sò luôn nhé. Đó, một combo luôn, hàng mới nguyên hộp nhé. Hàng này hàng mới nguyên hộp. Quý các bác anh chị đi qua kênh, bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác nhé, đó là một cái số cái mẫu ghế câu này, ghế câu hay là ghế cà phê này. Con này thì khung của nó bằng khung inox, các bác có thể gấp gọn vào, rất là tiện lợi luôn, đi đâu đi đó. Tại sao lại gọi là ghế câu? Tại vì các bác những cái bác hay đi câu ấy, hay các bác hay mua cái ghế như này đấy, để nó rất tiện lợi, các bác để gấp lại xong các bác để mồi, để cần câu thứ lên trên chốc này đấy, rồi các bác chở đi. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 200.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Khung của nó bằng inox, vải của nó bằng vải dù, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, để em xin test cho các bác luôn, test thực tế luôn đi. Đây, để em xin phép các bác một chút, nâng cái điện thoại ra và em test cho các bác thực tế luôn này. Đây, các bác có thể nhìn thấy
ghế em đã dựng ra, giải ra như này rồi. Và con này thì em đứng lên, em đứng lên này. Đấy, em là cũng thành phần là con tích rồi đấy. Đấy, cũng trên 60 cân. Đấy, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy này. Ngồi này, ngồi rất là thoải mái luôn, có chỗ giữa lưng đàng hoàng nhé, ngồi thoải mái. Và con này thì rất là bền. Con này rất là bền, khung của nó là khung inox nên nó cũng rất là bền luôn. Hàng đẹp nhé, con này dẫm chân lên hơi bẩn tí. Giá của nó chỉ có 200 ngàn đồng và bên em bao ship các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã ghế câu. Ghế câu 200k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng thớt inox hai mặt, một mặt inox, một mặt nhựa. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Wheeling của Đức. Thương hiệu của Wheeling của Đức này. Kích thước của cái con thớt này thì nó sẽ là 42 x 30 này. 42 này. Nhân với 30 này, hơn 42 này. Hơn 30 rồi. Giá của nó sẽ là 230.000 đồng bao ship. Nó sẽ gồm có hai mặt, một mặt nhựa và một mặt inox, tức là một mặt các bác thái sống và một mặt các bác thái chín. Độ dày của con này nó sẽ rơi vào cửa 2 cm và viền của nó là viền nhựa để chống rơi vỡ. Hàng đẹp luôn nhé. 230.000 đồng các bác lên cho em mã này, mã thớt Đức. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng hòm đựng đồ nghề này. Cái dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Matador, hàng của Made in Germany của Đức. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Nó sẽ có cho các bác đó là đầu tiên hai ngăn trên này, để các bác ví dụ như để những đồ nghề thuốc mét này, băng dính này, các thứ này, để các bác đựng đồ này, ốc vít các thứ các bác phải chia ngăn cho các bác để. Đó, con này thì kích thước chiều ngang của nó này, nó là 42 cm. Những cái ô trong cái ô này của nó là sẽ là 9,5 cm nhé. Đó, bên dưới này cũng hai ngăn, kích thước của nó cũng thế. Và cái ngăn to của nó này, ngăn to của nó thì là chiều ngang của nó sẽ là 20 cm các nhé. Để các bác để những cái dòng như kiểu là máy cắt, máy khoan các thứ, các bác để dưới này rất là ok luôn. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn nhé. Hòm đồ nghề thương hiệu của Matador. Đấy, Matador, hàng của Marin in Germany của Đức. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Tổng chiều cao của con này nhé, nó sẽ có hai quai này. Tổng chiều cao của nó sẽ là 21 cm. Đấy, 21 cm, có hai quai này các bác xách này. Cái chỗ này thì các bác để móc khóa nhé. Các bác có thể móc khóa vào để các bác khóa đồ ở trong này thì rất là tiện lợi luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã hòm đồ nghề nhé. Hòm đồ nghề của Đức. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 450.000 đồng nhé. Hòm đồ nghề của Đức, giá của nó sẽ là 450k và bên nhà em bao ship luôn. 450k bao ship toàn quốc. Mã hòm đồ nghề này. Hàng cực kỳ ok luôn nhé, xịn sò và chất lượng. Hòm đồ nghề xịn sò và chất lượng luôn. Đấy, đây này, ngăn của nó này các bác có thể nhìn thấy này. Độ dày của cái riêng cái ngăn to này của nó là sẽ là 10 cm, nguyên cái ngăn to độ dày 10. Còn hai con này mới có 10 cm thôi. Hàng chất lượng luôn nhé. Con này thì bên ngoài phủ một lớp sơn tĩnh điện, bên trong là lõi thép nên là nó rất là bền. Đấy, đây em test cho các bác luôn. Các bác đứng lên này. Đấy, các bác thấy em nhảy không? Em nhảy rất là mạnh luôn mà còn không việc gì luôn. Đó, 450k và bên em bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ nồi Erlenmeyer. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Design Germany của Đức. Hàng nguyên hộp luôn nhé. Hàng nguyên hộp luôn này. Đó, thì đây em sẽ xin bóc siêu cho các bác luôn. Hàng nguyên siêu luôn. Ở đây thì nó là hàng mới. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái chảo. Đấy, miệng của nó là 24 nhân với sâu 7,5. Một cái xoong ngoáy bột 16 nhân với sâu 10,5. Một cái xoong to. Đấy, kích thước của nó đây 14,5 6.6. Một cái xoong nhỏ nhỡ 20 nhân với 12,5 3.9. 18 sâu 11,5 2.9 và 16 nhân 10,5. Tổng cộng của nó là 6 món nhé. Hàng này là hàng năm đáy. Hàng này là hàng năm đáy. Đây. Đấy. Mở bên trong của nó ra này. Đấy, để em sẽ bỏ nó ra trước nhé. Em sẽ bỏ nó ra trước rồi em sẽ review cho các bạn xong. Đây. Vung này. Đấy, đầy đủ luôn nhé. Đầy đủ luôn. Đây để em sẽ bỏ hết ra. Tổng cộng của nó là 6 món và có nắp vung đầy đủ. Mỗi cái món này của nó đều có nắp vung đầy đủ cho các bác luôn. Hàng này là hàng mới nhé. Tất cả toàn bộ của nó là hàng mới cho các bác hết. Đấy, chỉ được về và sử dụng thôi.
Còn bộ này của nó cũng rất là chất luôn. Và giá của nó thì các yên tâm luôn đấy. Giá của nó thì yên tâm luôn, là một điều đó là giá cực kỳ rẻ, cực kỳ ok luôn. Giá cực kỳ mềm luôn đấy. Đây. Khi các bác nhận hàng bên nhà em nhé, là các bác kiểm tra thoải mái. Đấy, kiểm tra thoải mái, không sợ bị bổ là vỡ bổ đi đâu. Nên là các bác cứ yên tâm, hàng nhà em thì cứ người thật việc thật. Đây, một cái bộ của nó này gồm có cho các bác đó là 6 món này, tất cả đều có nắp bung nhá, tất cả đều có nắp bung riêng biệt luôn. Hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Hàng mới em khui nguyên hộp cho các bác luôn. Hàng mới khui nguyên hộp cho các bác luôn. 6 món, 1 này, 2, 3, 4, 5 và cái cuối cùng là 6 đây. Đó, hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenbeng. Các bác đun bếp ga, bếp từ, ga này, từ này, hồng ngoại đều đun được thoải mái. Các bác đều đun được thoải mái. Con này là 5 đáy. Xoang inox, viền của nó inox nhé. Bên dưới đáy này của nó thì nó sẽ thêm, có thêm cho chúng ta đó là lớp hợp kim. Nên là các bác thử 5 châm nó sẽ hít. Đấy, con này thì Erlenbeng này, một con này. Cái chảo này là chảo chống dính nhé. Cái dòng chảo này là chảo chống dính này. Hàng chất luôn, hàng cực kỳ ok luôn. Một cái bộ nồi 6 món của Đức. Một cái bộ nồi 6 món của Đức như này. Bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng rất là mềm luôn cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 700.000 đồng nhé. 700k và bên nhà em bao ship. 700k. Bao ship cho các bác toàn quốc nhé. 700.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng, kiểm tra hàng nhà em thoải mái. Rồi các bác mới phải thanh toán. Bộ nồi tiếp theo, bộ nồi này thì còn đẳng cấp hơn. Bộ nồi này thì bộ nồi của thương hiệu Casa Villa, 9 đáy. 9 đáy các bác nhé, Casa Villa 9 đáy này. Bếp từ, bếp ga đều đun được. Khui hộp mới luôn cho bác luôn. Hôm nay cũng khui hộp mới cho bác luôn. Tất cả nó đều có một cái lớp màng co. Đó, bên trong bộ của nó đây. Những cái giấy tờ này thì không cần thiết. Đây. Nắp vung này. Để em bỏ ra ngoài đã nhé. Để em bỏ ra ngoài rồi em sẽ giới thiệu review cho các bác cho nó chi tiết. Không mất thời nhiều thời gian các bác đâu. Đó, hàng này thì của nó thì toàn bộ là hàng đẹp. Xịn sò luôn. Xong nồi của nó này. Đáy của nó là 9 đáy. 9 đáy này. Rất là dày dặn luôn này, hàng của Casa Villa nhé. Đấy, khui hộp mới là cho các bác luôn. Để review cho các bác cho nó dễ. Hàng nguyên hộp thương hiệu của Casa Villa. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm một điều đó là kiểm tra hàng thoải mái. Không phải là như kiểu là chỗ khác người ta không cho kiểm tra hàng. Nhà em thì kiểm tra thoải mái luôn. Và cái hàng này thì các bác đun nấu các thứ rất là chất lượng nhé. Nhất là các bác nào mà có nồi giá cầy mà các bác cho vào sau này các bác hầm thì tuyệt vời. Nó cũng gồm có 6 món cho các bác. À, đây để em sẽ đọc lại cái kích thước của 6 cái món này ở trong cái vỏ hộp này luôn. Để đỡ phải đo nhé. Đỡ phải đo, đỡ mất thời gian vàng bạc của các bác. Đây. Một bộ nồi này thì của nó sẽ gồm có cho các bác đây. 6 món này. 24 x 6,5 này là cái chảo đây. 24 x sâu 13,5 6 lít 1 là cái xoong to này. 20 x 11,5 là cái xoong nhỡ. 18 x 10,5 2 lít rưỡi là xoong nhỡ nữa. 16 x 9,5 là xoong nhỏ cuối cùng. Và cái xoong ngoái bột là cũng thế, 16 x 9,5. Hàng này thì là các bác yên tâm, hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Con này rất là dày dặn ý. Bác nào mà nên đang dùng những cái dòng xoong nhôm ý, mà nhìn nó bẩn bẩn ý, thì chúng ta nên thay cái dòng xoong này. Đấy, thay được cái bộ nồi này thì nó rất là phù hợp. Đó. Đây. Đầu tiên là cái xoong to này. Các bác có thể nhìn thấy cực đẹp luôn nhé. Casa Villa cực đẹp, cực chất luôn. Cái dòng này các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Đấy, các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Vung riêng nắp vung của nó khác, nắp vung của nó khác hoàn toàn luôn. Hàng của Casa Villa. Đó. Một cái chảo này,
Dòng chảo này là dòng chảo chống dính nhá. Các bác cầm vào cái sản phẩm là các bác biết rồi. Cầm nó rất là chắc tay. Logo, tất cả logo cả của Kasai Villa đầy đủ hết. Đấy. Kasai Villa này, Kasai Villa này. Các bác đun nấu nó cũng rất là tiện. Tại vì làm sao? Mỗi cái món này chúng ta đều có nắp vung riêng, nên là các bác đun nấu nó cũng rất là nhanh sôi. Đó. Một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. 6 món 9 đáy. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Giá của nó là 950.000 đồng nhé. Bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Đấy. 950k. Bao ship. Hàng này thì toàn bộ cho các bác luôn, bao cho các bác luôn là hàng mới và chưa qua sử dụng nhé. Hàng này toàn bộ bao cho các bác là hàng mới và chưa qua sử dụng một tẹo nào luôn. Để các bác yên tâm. Đấy. Bộ nồi này, hai bộ nồi, hai mẫu bộ nồi bên nhà em. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân xin một nút đăng ký kênh luôn các bác nhé. Thì em dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm của nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.